Da da, hôm nay á hả, quả nhiên là một ngày đẹp trời và đầy trong lành đó nha. Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trong giấc xanh, một cô em trong giấc tươi xinh, đủ vui theo đó hoa. Bip 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 bip. Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Ây da, mình đang tận hưởng bầu trời không khí xanh trong lành mát mẻ, đang hát những bài hát vu vơ về cuộc đời yêu dấu này các bạn ơi, thì tự dưng cái iPad siêu bà rồi của mình lại phát ra tiếng bíp 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 các bạn. Mà cái tiếng bíp 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 này đó nha, có nghĩa là hả là mình hôm nay sẽ có nhiệm vụ để làm đó các bạn ơi. Thôi được rồi, để bây giờ ra nhà mình thử xuống dưới nhà các bạn ơi, và coi thử xem là ngày hôm nay mình sẽ có nhiệm vụ gì nha các bạn. Đây đây, để mình các bạn ơi, để mình bắt đầu đi các bạn. Thì già đúng là khổ đau thiệt sự luôn à. Ngày nào hả mình cũng mới có nhiệm vụ đó làm, mệt ghê lắm luôn đó nha, mà không được trả lương gì hết á. Cho nên nó hay là ngày nào mình cũng chết đói các bạn ơi, phải ăn bánh mì của các bạn buồn lắm luôn á. Thôi kệ đi, không được rên nữa, chứ mà rên nhiều quá lại bạn fan không thích coi. Rồi bây giờ nó nha, để mình bắt đầu các bạn ơi, mở thử cái hòm thư này ra để coi xem nó nha là ngày hôm nay mình sẽ có nhiệm vụ gì nha các bạn. Rồi em mở coi đây, cái gì đây nhỉ? Ok, hôm nay đó nha, mình sẽ có một nhiệm vụ để mình đọc thử với các bạn. Ok, nhiệm vụ hôm nay: tới nhà của ông tiến sĩ Steve Noob nhận đồ dùng, sau đó tới căn nhà có nhiều chó sói để trông trẻ. Chúc cho em may mắn. Hả? What the hell? Đừng có nói là ngày hôm nay đó nha, ông tiến sĩ Steve Noob bắt mình phải đi trông trẻ nha. Trời đất ơi, mình rất là lười các bạn ơi, mình không hề thích trông trẻ tí nào đâu. Hey, mà thôi kệ đi, dù gì đó nha, đó ngày hôm nay các bạn ơi, hôm nay cũng là hả mình phải làm cái nhiệm vụ trông trẻ rồi, chúng ta không nên gọi là từ chối. Rồi ok, đã được giao nhiệm vụ các bạn ơi là phải làm thôi. Nó giống như hả là bài tập về nhà rồi đó các bạn, lúc nào cũng phải làm mặc dù không thích tí nào đó, nhưng mà phải làm các bạn ơi, làm mới nên người được các bạn. Rồi ok, để bây giờ đó nha, mình bắt đầu lại chỗ nhà ông tiến sĩ tiếp nốt và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay. Nhờ quên các bạn ơi, nếu như các bạn hả là những người mà vừa mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký cũng như hãy là một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Ok. Rồi bây giờ đó nha, để mình bắt đầu vào chỗ nhà ông tiến sĩ các bạn ơi. Đây, mở cửa ra sau đó đóng cửa lại nè. Ok, và ôi các bạn ơi, ở đây mình thấy các bạn có tận hai cái rương đồ nha. Rồi, từ 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 từ, để mình cất cái nhiệm vụ vô và cất cái iPad Super Pro các bạn ơi, để mình coi thử xem là trong cái rương đồ này các bạn ơi có gì nha các bạn. Ok, thì hiện tại các bạn ơi là trong cái rương đồ này đó nha sẽ có những cái vật dụng để mình có thể dùng mà chăm em bé các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ có một cái bình rượu nè. Trời đất ơi, đừng nói là bắt tôi cho em bé uống rượu nha trời. Em bé có nhiêu tháng tuổi đâu bắt uống rượu ta. What the hell, vụ án gì vậy? Rồi soda nè, trời ơi, em bé bây giờ không uống sữa các bạn ơi. Em bé uống rượu về Coca-Cola. Thôi, kệ kệ đi, từ từ từ. Bây giờ đi nha, để mình lấy hết các bạn ơi. Lấy ra hết đã rồi mình tính tiếp các bạn. Rồi, bây giờ ở đây mình còn thấy có cả một cái gì nè các bạn ơi. Mình thấy có một cái rương Ender. Mà cái rương Ender này chắc là của ai các bạn ơi? Nếu như là của ai thì làm sao mình mở được các bạn? Thôi kệ đi, để mình thử nhiều chuyện các bạn ơi. Lỡ như đó nha, mình mở cái rương Ender này được các bạn. Biết đâu hả trong chổng là đồ của mình rồi sao, đúng không? Rồi, bây giờ để mình mở các bạn ơi. Đây. Oh what the hell? Tại sao ngày hôm nay đó nha, nhiệm vụ của mình á là mình đi trông trẻ các bạn, mà tại sao trong cái rương Ender này lại có súng các bạn ơi? Đừng cái nói là hả là cái đứa trông trẻ các bạn ơi, mình chuẩn bị trông á là chắc là một cái vật siêu nhiên đó ta. Mình nghi ngờ lắm các bạn, mình nghi ngờ lắm luôn nha. Thôi kệ đi các bạn ơi, bây giờ chúng ta hả là nên giấu các bạn, chứ lỡ như đó nha mình gặp phải gọi là thế lực siêu nhiên các bạn ơi thì chết mình luôn các bạn. Rồi, bây giờ để mình đi trông trẻ nè. Cái nhiệm vụ nói mình đó nha là mình sẽ phải tới cái chỗ mà có tới căn nhà có nhiều chó sói để trông trẻ các bạn ơi. Mà trong làng của mình các bạn chỉ có một căn nhà có nhiều chó sói thôi, và nó nằm ở phía này các bạn ơi. Đây, để mình dẫn các bạn cùng đi coi nè. Đây, ngôi làng của mình thì gọi là bao la bát ngát các bạn ơi. Đây, để mình đó, bạn thấy không? Chưa gì hết đó nha, mình thấy ở đây có một con chó sói các bạn ơi. Và em chó sói này các bạn ơi đã được thuần chủng để canh nhà đó các bạn. Mình thuần chủng chứ đâu, mình quá bá đạo các bạn ơi. Ê, ngồi xuống coi, đứng lên coi. Các bạn ơi, xin lỗi nha các bạn, lỗi kỹ thuật các bạn ơi, con chó này bị đứng im như tượng các bạn ơi. Xin lỗi nha, này không phải mình nuôi, này không nuôi nè, mình xin lỗi các bạn ơi, mình lộn. Rồi, ok. Và ở đây đó nha, vẫn còn rất là nhiều sói luôn. Vậy chắc hẳn đó nha là căn nhà có cái đứa bé mà mình phải trông ngày hôm nay các bạn ơi là ở trong căn nhà này. Rồi, để mình đi vô nhà thử coi. Hello. Ủa cái gì vậy? Trời gì vậy? Đây là the baby in dưới đâu các bạn ơi. Ủa cái gì á?
Đây là cái đứa bé baby in yellow mà gọi là ma quỷ mà đúng không? Creepypasta gì nè. Ủa, tại sao ngày hôm nay cái đứa bé này lại ở trong cái ngôi làng của mình? Rồi ơi, ông tiến sĩ Steve Nook ơi, tại sao ông bắt con ngày hôm nay lại đi trong cái đứa bé ma quái quỷ quá như này không tiến sĩ? Chết con rồi. Thì các bạn ơi, rồi rồi, bây giờ nha, mình không tới tài nào mà làm con cái đứa bé này các bạn ơi, là bị phật lòng rồi các bạn. Nó mà bị phật lòng các bạn ơi là kiểu gì đó nha, nó cũng sẽ giết mình. Rồi rồi, bây giờ ok, rồi bên Zalo vậy, rồi bình tĩnh nha chú em, bình tĩnh nha. Rồi rồi rồi, ta biết đó nha, là ngày hôm nay ta sẽ đi trong trẻ. Đây, rồi rồi, trước tiên này nha, ta biết á hả, chú bé không phải là một chú bé bình thường, cho nên á là chắc chắn chú bé thèm đủ đúng không? Muốn đủ không? Đây nè, đó nguyên chai đủ luôn nè. Uống rượu đi, còn nhỏ uống rượu như chú em hả, là uống rượu vô nhiều tốt lắm, xỉn xỉn đồ chắc phê lắm luôn á. Rồi còn muốn giải rượu đó nha, là uống vô cây Coca Cola nãy không đó, Coca Cola à không, là Ripper Cola đó, uống vô xong cái nổ tung chắc chắc luôn đó nha. Thôi, đùa 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 đùa, bình tĩnh nha. Rồi thế nhưng mà uống Ripper Cola không mấy ngon đó nha, thì uống tiếp nè, ở đây đó nha, có tận 3 chai soda luôn nè, đó uống vô thấy không, đây là một chai Ripper Cola, rồi chai Ender Fish, rồi một chai gì là Slam Soda nữa đó, có rất là nhiều đồ uống, chú em uống luôn, uống đã đời luôn đi nha. Rồi bây giờ để anh trang trí chú em mấy cái poster nha, đây nè, thấy không, đây là poster phim và công viên khủng long nè. Chú em mà buồn buồn không muốn ở nhà đó thì kêu anh đi, anh dẫn chú em đi coi phim công viên khủng long liền luôn, rất là bá đạo. Đây còn nữa, đây là hả poster phim Batman luôn, thấy không đó, nếu như chú em muốn làm vua của thành phố này đó nha thì cứ kêu anh dẫn chú em là Batman luôn. Còn đây là phim poster Alien, ngoan tin thấy không đó, In Space No One Can Hear You Scream, ở ngoài không gian không ai có nghe bạn hát được, cho nên là ra không gian chơi thì vui lắm. Rồi bây giờ là chú em thấy rằng là coi phim nhiều chán quá thì anh cho chú em này không, đây còn nhỏ mà định hướng tương lai luôn nè, thấy không, cho quýnh đàn guitar luôn đó, rồi cho luôn chơi cả keyboard luôn, chơi đàn piano đàn keyboard luôn. Rồi, còn bây giờ để cho chú em coi giường ngủ coi. Giường ngủ ở đâu cho hợp lý nhỉ? À đây rồi, cho ngủ đây là hợp lý nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chú bé baby in giấy lồ này mà ngủ đây các bạn ơi, là kiểu gì đấy nha, mỗi sáng sớm thức dậy cũng thấy được nha, là cảnh biển rất là đẹp các bạn, quá đẹp, quá là mát mẻ luôn đúng không à? Đúng không nào? Đúng rồi, quá đã luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ nha, bây giờ nè, à đây rồi, à, nãy giờ là chưa cho chú em ăn đúng không? Rồi. À, bây giờ như đói bụng quá đúng không? Đói bụng quá là cũng phải nhớ ăn trong nha. Làm này ăn bánh kem nha nè. Đó, chocolate cake nè, thấy không? Rồi, mà đã là một đứa trẻ nha thì chúng ta không quên những chất xơ các bạn ơi, phải ăn rau nhiều vô. Ở đây đó nha, sẽ có cà rốt nè, thấy không? Đây, cà rốt nè. Rồi này nè, à, táo xanh nè, quá đã luôn. Rồi, cảm thấy ăn bánh kem nó nhiều, nó hơi ngọt nha, ăn đồ mặn vô. Đây đồ mặn nè, đây là hả một cái hũ mì, cái tô mì các bạn ơi. Baby thì da lồ ơi, nhớ nha, phải ăn mì nhiều vô cho mau lớn, hiểu không? Tuy là bây giờ ta biết là chú em không có răng, thôi kệ đi, húp đại đi, húp rồi nuốt luôn đi, không sao đâu. Rồi chú em là chú là đứa trẻ có khả năng quyền lực cao tối mà, cả bà đi, không quan tâm. Rồi ok, thì bây giờ nha, khi hả chúng ta đã ăn chơi xong rồi thì chúng ta đã hả cần phải tập thể dục đúng không nào? Đây, là một đứa trẻ con đó nha thì chúng ta nên tập tạ, đúng rồi đó, em bé là nên tập tạ. Đây, nguyên cái cây tạ luôn nè, đó bự đã không? Đâu, trời ơi, cỡ như chú em The Baby Angel lầu nha, tập tạ một cái thôi nha là body 6 múi lật lửa luôn quá, bự con đẹp trai liền. Đây, cho thêm cái tạ tay nữa, đó, tạ tay nè thấy không, đó. Rồi, mà giữa chừng đang tập đó nha, mà bị chấn thương gì đó nha, là cho luôn hả cái đồ của thương nè, nhớ nha, tự băng bó vô. Mà cảm giác đó nha là băng bó không được nữa nha, bị liệt đúng không, đây có xe lăn luôn. Tập tạ xong cảm thấy bị đuối quá thì vô xe lăn ngồi luôn, hiểu không, nói ừ cái đi, trời các bạn ơi. Nó không biết nó ừ các bạn mà biết kêu là hello KSD các bạn ơi. Thôi kệ đi. Rồi, ok. Bên cạnh đó nha là yên tâm, ta còn bao nhiêu phần quà ấy, mình còn một cái poster này để mình gắn luôn các bạn ơi. Đây là poster gì đây? Poster là cheeseburger thôi. Các bạn năng burger các bạn ơi. Ok. Bên cạnh đó nha là ta còn những phần quà cho chú em đây. Đây, một cái phần quà nè và hai phần quà nè và đây. Đây, cho chú em một người bạn các bạn. Đây, chú em này cho một người bạn nha. Đây là búp bê nè, đó. Rồi. Hai đứa bay ngồi nói chuyện với nhau đi cho đỡ buồn, chứ mà không nói chuyện với nhau là hơi buồn á nha. Rồi, chúc cho em The Baby in Yellow gọi là ăn chơi vui vẻ nha. Bây giờ tôi ra ngoài canh nhà xíu rồi tôi quay lại chơi chú em nha. Các bạn ơi, ok các bạn ơi, được rồi, ok các bạn ơi. Vậy là mình vừa hoàn thành xong việc trông trẻ bạn, bây giờ phải đứng ở ngoài đây các bạn ơi chờ đợi các bạn. Mình hy vọng rằng nó nha là The Baby in Yellow các bạn ơi, nó sẽ không bị bực tức các bạn. Chứ nó mà bực tức một cái đó nha là mình, trời đất ơi, mình sẽ phải tìm mọi cách có thể để mình có thể gọi là tiêu diệt nó các bạn ơi.
hy vọng là đừng bực tức các bạn ơi, khổ quá đi à. 6 and a half hours later. Ủa, trời đất ơi, sao tự dưng mình nghe tiếng nổ đâu đây vậy trời? Rồi cái gì vậy? Mình nghe tiếng nổ đằng sau lưng của mình các bạn ơi, thôi chết rồi. Chẳng lẽ hả cái đứa bé The Baby in Yellow các bạn ơi, nó bắt đầu điên lên rồi sao? What the hell, vụ án gì đây? Từ các bạn ơi, rồi. Để bây giờ mình giương súng trước các bạn. Đây. Để bây giờ mình cầm súng sẵn các bạn ơi. Có vụ án gì mà nguy hiểm nha là mình bắn chuẩn rồi các bạn. Đây, để mình coi thử các bạn ơi. Hy vọng rằng là sẽ không có gì kinh dị xảy ra nha. Hello, cái gì vậy? Ôi từ, mình bị đứng máy rồi. Mình thấy đứa bé The Baby. Ôi trời đất ơi, màn hình của mình các bạn ơi, bạn coi là thấy không, màn hình của mình bị gì luôn rồi. Oh my god. Ủa, trời đất ơi, chóng mặt quá. Ủa cái gì vậy? Tự nhiên hồi nãy đó nha, mình nhớ đó là mình còn đang ở trong ngôi làng của mình. Sau đó mình thấy cái tên The Baby in Yellow các bạn ơi, nó đi lên, nó bay lên trời các bạn. Sau đó nó tấn công mình, rồi mình bị crash máy tính, crash game. Sau đó mình... Ủa? Tại sao bây giờ mình lại ở địa ngục của các bạn? What the hell, vụ án gì vậy ta? Ôi, hắn ta các bạn ơi, The Baby in Yellow các bạn ơi, nó đang bay, các bạn ơi, đang bay kìa. Rồi, vậy là bây giờ đó nha, mình sẽ phải solo coco với nó các bạn ơi. Đây, solo bolo coco với nó ở địa ngục các bạn. Trời đất ơi, ghê tuyệt sự luôn á, lần đầu tiên mình thấy luôn á. Để mình, ây da, đau nha, đây, lại đây chú em, ây da, đau. Trời ơi, đau vậy, ui, quýnh nó chết luôn á, oh my god. Từ, ôi, đánh ta ra, ây. Chỗ này khó các bạn, bây giờ đó nha, mình vừa phải BBB á hả, BBB ở trên, ở địa ngục nha. Rồi còn ở trên dung nham nữa, đi sai một ly các bạn ơi, chết lập tức luôn á. Đây, bắn cái tên The Baby như đâu này các bạn ơi. Ta bay được đó các bạn, ây da, đau. Ủa, ai bắn mình vậy, ai bắn mình vậy các bạn? Cứu, thôi chết tôi rồi. Cái tên The Baby Angel này các bạn ơi, hắn ta có tuyệt chiêu gọi là bắn mình luôn á, nghe thiệt sự quá à. Ủa, rồi gì đây trời? Tại sao mình ứng hồi sinh rồi các bạn ơi mà mình không được về lại Overworld vậy? Mà mình vẫn ở tiếp tục lại cái địa ngục này, thôi chết rồi. Vậy là mình sẽ phải tiêu diệt chỉ bằng được cái tên The Baby Angel đó các bạn ơi, rồi mình mới được quay về lại ngôi làng của mình sao? Rồi, ok. Bây giờ các bạn ơi, để mình ráng. Mình sẽ tìm mọi cách tiêu diệt cái tên The Baby in Yellow này các bạn ơi. Hello, where are you now? The Baby in Yellow. Oh, I see you here. Hello, bắn trưởng. Đây, tết gồm 10k trưởng. Rồi, xong các bạn ơi. Mình vừa làm một phát, mình tự hủy luôn các bạn, khổ quá đi à. Và mình lại tiếp tục bị hồi sinh về lại địa ngục các bạn ơi. Ơi da, ai của mình vậy? Ơi, đời ơi, chạy lại gì nè. Cái tên, trời ơi, các bạn ơi. Cái tên The Baby lâu này các bạn ơi. Tao quýnh lén mà các bạn. Quýnh lén tao, quýnh lén nè. Đây, sức mạnh của tao đây. Đúng lia. Rồi, đây các bạn ơi. Bây giờ nó nhà mình nghĩ đó hả? Là mình sử dụng khẩu súng này để nó ra các bạn ơi. Ok, mình đã tiêu thành công các bạn ơi. Máy bắn thiệt sự luôn á. Oh yes các bạn ơi. Và có vẻ đó nha là sau khi đó hả, cuối cùng mình tiêu diệt được cái tên The Baby in Yellow các bạn, mình đã được quay trở về lại Overworld. Yeah, yes, tú quá đã luôn. Trời đất ơi, mừng hú vía luôn à. Hay thiệt sự các bạn ơi, may mắn thiệt sự luôn nha. Thôi, sau này đó hả, mình không dám nhận cái nghề trông trẻ các bạn, ghê quá luôn đi à. Và mình nghĩ là bây giờ sẽ phải tạm thời mình sẽ dừng lại clip này ở đây các bạn. Thì ok các bạn ơi, thích clip này hãy cho mình một lượt like. Và như các bạn chưa hề đăng ký kênh các bạn ơi, giúp mình nha các bạn, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký nhé. Và bây giờ các bạn ơi, trời sắp tối rồi các bạn, mình đi ngủ đi các bạn ơi. Bye. Yeah, trời đất ơi, trông trẻ khổ quá đi mất à. Yeah,